Các thánh nam nữ. Trước hết, đây là lễ các thánh tử đạo. Vào thế kỷ thứ 5, Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 4 đã nhận từ tay hoàng đế một đền thờ ngoại giáo, đền Pantheon, được dựng để tôn vinh các thần. Ngài đã biến thành đền thờ dâng kính Đức Trinh Nữ Maria và các thánh tử đạo. Xác các thánh an nghỉ trong các hang tội đạo, được chuyển về nhà thờ trong một cuộc lễ huy hoàng. Mỗi năm, các tu viện đều nhắc lại kỷ niệm này. 400 năm sau, Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 4 quyết định rằng việc tôn kính long trọng này phải hướng về các thánh nam nữ đã được tôn phong hay chưa được biết đến, vì không có sự đặc biệt nào của các ngài chói sáng trên trần thế. Nhưng ý chí và việc làm lành thánh của các ngài được Thiên Chúa thấu suốt cõi lòng biết đến. Trong thánh lễ hôm nay, phúc âm kể ra những người chiếm hữu được hạnh phúc chân thật. Những người có tinh thần nghèo khó, hiền lành, biết thương xót, có lòng trong sạch, ăn ở thuận hòa, sẵn sàng bất hại vì sự công chính. Tất cả đều vui sướng vì phần thưởng bội hậu chờ đón họ trên trời. Lễ các thánh là lễ của người muốn nên lành thánh. Lịch sử. Lễ các thánh nam nữ đã có từ thế kỷ thứ 4. Thánh Ephraim, người Syria và thánh Gioan Kim Khẩu đều biết đến một ngày lễ mừng các thánh tử đạo vào ngày 13 tháng 5 hàng năm. Hay rõ hơn là lễ Chúa Nhật thứ nhất sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ này vẫn còn trong lịch sử phụng vụ của Giáo hội Hy Lạp và được gọi là Chúa Nhật Chư Thánh. Trong Giáo hội Tây Phương cũng có một thánh lễ từ thế kỷ thứ 7. Lễ toàn thể các thánh tử đạo mừng vào ngày 13 tháng 5, đó là ngày lễ thánh hiến đền Pantheon của Roma, để kính Đức Trinh Nữ Maria và toàn thể các thánh tử đạo vào ngày 13 tháng 5 năm 609. Lễ Chư Thánh, toàn thể các thánh, chứ không dành riêng cho các thánh tử đạo, được mừng vào ngày 1 tháng 11 hàng năm. Chỉ xuất hiện từ thế kỷ thứ 8 do các thầy dòng Ireland và người Anh quốc khi sang truyền giáo ở châu Âu đã đem theo và trong thời gian ngắn đã phổ biến rộng khắp châu Âu. Trích Phụng Vụ Chư Thánh, Linh Mục Nguyễn Văn Trinh.